Vâng, thành phố Hồ Chí Minh thì có tới 40 điểm ngập. Tại những nơi này cũng đang thực hiện các công trình chống ngập. Tuy nhiên nghịch lý là chính tại những điểm thi công chống ngập, tình trạng ngập sâu lại đang trở thành nỗi ám ảnh cho người đi đường. Thi công ì ạch, nhếch nhác, thậm chí không cảnh báo nguy hiểm khiến cho nhiều điểm thi công chống ngập trở thành cái bẫy cho người tham gia giao thông. Mẹ con chị Vân đã sụp xuống hố nơi đang thi công thoát nước dở dàng. Đường giảm ăn lắm rồi, nói chung là đi về cực khổ lắm. Còn đây, đường Phạm Hữu Lầu, chỉ một điểm thi công nhưng nhiều vụ tai nạn ngã xe đã xảy ra. Té xe biết nhiều người, rồi em mới kêu mấy đứa tài xế của em á lấy ba lết ra đó tắn lại, dăng dây lên, nhưng mà vẫn té tại vì cái nước nó ngập bít hết trơn rồi, họ đâu có thấy đường ở dưới đất. Nhiều tuyến đường khác cũng trở nên xuống cấp khi các công trình thoát nước chống ngập ì ạch thi công. Việc cảnh báo nơi có, nơi không. Có nơi rất sơ sài nên tạo ra những cái bẫy cho người đi đường. Thừa nhận tình trạng mất an toàn tại các điểm thi công, Trung tâm chống ngập thành phố cho biết đang yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm việc rào chắn, cảnh báo cũng như các giải pháp giảm ngập khác. Tổ chức lực lượng đi kiểm tra các đơn vị mà vị trí mà đang thi công, song song là đôn đốc có tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó là yêu cầu các nhà thầu phải tăng cường tắc diễn dòng và chuẩn bị phương tiện, nhân lực để ứng cứu. Trong khi chờ đợi các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn để bảo vệ mình, nhiều người dân phải tự đặt cảnh báo nguy hiểm. Dù sơ sài nhưng họ vẫn mong bớt đi những tai nạn thương tâm do sụp hố ga, sụp ổ voi khi ngập đường.